Mộng chính hay là mộng mơ? Mộng mơ hả? Rồi. Dạ đây là bạn mộng mơ. Hay đờn mộng mơ. Rồi, mộng thôi, nhưng mà ai mơ mơ nghe. Sao để cái mic vô kìa. Không sao, khán giả chủ yếu là thông tin cho khán giả thôi. Cố gắng tặng cho khán giả một bài tân cổ đi ha. Có được anh gắn đây cho em cho dễ vô. Hát tặng cho khán giả cũng như là tất cả quý bà con một bài tân cổ được mang tên Điệu Buồn Phương Nam. Sợi tơ lòng mơ ai xa
dầm, hờn ai nước mắt đông sâu, biết tìm ai người trí ngộ, ru hồn trong suối thơ mơ màng theo tiếng tơ. Câu hát phương Nam đông đầy nước mắt, mộc mạc quê mùa mà đốt thầy Đờn mộng mơ Đờn hay quá kìa. Rồi à, các bạn ơi, bà con cô bác ơi, mọi người yêu cầu Ngọc Út Quyền một bài nữa nha, một bài nữa xong cho phép mình kết thúc ở đây nha, để anh em ngồi ăn cơm rồi bàn nội dung cho cái chương trình sắp tới nha. Và một bài nữa cũng như là một thể theo lời yêu cầu của quý khán giả nha. Ở đây có rất nhiều người nè, khen quá trời luôn nè, nãy giờ tới ngồi bà con khen nè. Hát nữa đi em Út Quyền ơi nè, rồi hay, hay quá đi, đàn quá tuyệt. Ôi, con em Thanh Thanh khen đàn quá tuyệt luôn. Bà Đồng Trang hay quá chú ơi, chị ơi chị ca hay quá chị ơi, em rất hâm mộ giọng ca của chị, nghe mà mát lòng người quá hay. Rồi cô bé này giống học trò của Ngọc Quyền thì phải. Rồi bà, lâu quá mới gặp bạn, hát vẫn hay như ngày nào, bạn Du Huỳnh, không biết là có bà có xong ca đi ạ. Xong ca là ai hát? Xong ca cho anh luôn. Thôi đừng chơi vậy á. Để yêu cầu bà con, yêu cầu Coleman hát bài tặng bà con đi ạ. Đó, bỏ nha. Đúng rồi Bông Nguyễn ơi, chị Quyền là tham gia cái chương trình Đừng Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa thứ nhất á, mùa đầu tiên á, là một cái ngôi sao rất là sáng, nhưng mà vì một số lý do đột xuất cho nên là không có tham gia được cái trận chung kết, rất là tiếc luôn. Rồi một bài về miền Tây đi chị. Ồ, hai người yêu cầu bài về miền Tây. Thảo Nguyễn hát lại tiếng trống Mê Linh được không bé Huyền? Gì vọng cổ Hoài Lan hả? Dạ cổ, dạ, Hoài cổ Lan Hoài chứ Lan. Dạ cổ Hoài Lan. À, chắc là để hát tặng bà con hai câu vọng cổ về mình, về miền Tây ha, mình ăn bồn bồn đi ha. Về miền Tây ăn bồn bồn. Dạ. Rồi Ngọc Quyền sẽ hát tặng với bà con các bác hai câu vọng cổ. Hai câu nha. Hai câu vọng cổ. Vậy rồi em đi lấy chồng, còn anh đi cưới vợ. Chồng em hiền lành cũng mặc áo linh như anh. Nơi đó
đất Sài Gòn anh sống trong niềm ấm chân em. Cửa rộng nhà cao bên một người vợ đẹp. Xe Cà Mau bao lần lên thành phố mấy bận về đây mà sao cứ bồn rung trắng như sương. Nói ra làm chi để gieo nhớ gieo thương, gieo gì đắng của cuộc đời cho ai khổ. Hơn 30 năm buồn vui mấy độ, nói ra làm chi để ai nhớ ai sầu. Mấy chục năm rồi nay anh mới về đây, không có vợ anh theo đồng đội quan tâm thăm hỏi. Anh nói vợ anh quen ở thành có mái lạnh nước phong tên, sợ cái nóng đầm dơi, sợ nước cao, sợ mũi cắn. Phải chi trước kia cô ba hiền thương tôi thì tôi đâu có khổ, tôi được gần bạn bè ở được ăn bồn bồn, ăn con ba khía đầm dơi, món đặc sản mà quê hương đã nuôi tôi không lớn. Xa quê hương tôi vẫn nhớ bông bồn bồn rụng trắng, nhớ mẹ già nua và vẫn nhớ cô ba hiền. Gió sứ đầm như ngân sao động, để bông bồn bồn rụng trắng bạc trắng, xin thay bóng bồn bồn. Dạ, kính chào bà con cô bác các bạn. Thì xin được livestream một cái phút ngày hôm nay, nó ít phút chứ chắc cũng nửa tiếng rồi đó. Bây giờ là gần 9 giờ rồi. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác vào chương trình xuôi diễn cuộc đời tuần tới 19 giờ tại Cần Thơ, 19 giờ cũng tại cái bến phà này, cũng tại cái Vạn Phát Riverside, trên con tàu là trên con tàu du lịch của Vạn Phát Riverside sẽ diễn ra chương trình show diễn cuộc đời tập đầu tiên với chú Hai Liêm đàn hầu, và có sự tham dự của bạn Ngọc Quyền đó, một cái giọng ca mà mình có thể nói là thần sầu của đường đến danh ca vùng cổ mùa 1. Rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì hôm nay là mời được Ngọc Quyền, và Ngọc Quyền đã đồng ý để tham gia cái chương trình này, bởi vì Ngọc Quyền cũng rất là mến thương chú Hai Liêm. Và mong quý bà con cô bác ở Cần Thơ sắp xếp thời gian nhớ nha, tối chủ nhật tuần tới 19 giờ tối đó, bà con tới sớm chút xíu. Và những ai mà có nhận được vé mời chỗ Nga Xoài Chua thì đến đây sớm chút xíu, 100 khách thôi, chỉ có 100 khách mời xem cái chương trình đầu tiên show diễn cuộc đời cùng với chú Hai Liêm tại Cần Thơ. Cảm ơn bà con Cần Thơ luôn luôn ủng hộ cho Coloman từ Tiếng Rao 4.0 cho đến show diễn cuộc đời. Và cảm ơn Ngọc Quyền, cảm ơn thầy Đần Mộng Mơ đó. Rất là đẹp trai, nụ cười tỏa sáng, thấy Nga cười liếc liếc hoài rung tay luôn rồi. Cảm ơn hai bạn đã góp vui một chút xíu cho cái buổi tiệc tối thứ bảy ngày hôm nay, và gửi đến bà con những khoảnh khắc thư giãn cuối tuần. Xin chào tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại mọi người tuần tới. Đừng quên khung giờ nha bà con, 19 giờ 6 tháng 12 năm 2020. Show diễn cuộc đời sẽ diễn ra trực tiếp ở tại đây và có livestream luôn để bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước đón xem và theo dõi. Chưa hết. Quý bà con cô bác nào mà ở xa mà ủng hộ cho chú Hai Liêm á, thì bà con có thể liên hệ với Nga Xoài Chua qua fanpage chính chủ Nga Xoài Chua là
là đại diện độc nhất của Color Man nha. Rồi hoặc là mọi người có thể gọi số điện thoại của Nga Xoài Chua, lần thứ nhất 0936 842 505, lần thứ hai 0936 842 505. Hy vọng chúng ta sẽ nhận được rất nhiều tấm lòng của Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho chú Hai Liêm, nhân vật đầu tiên của số diễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn em. Hay quá. Rồi, tao yêu cầu nữa nè. Dạ thôi, dạ, có biết là mọi người yêu cầu nhiều lắm nhưng mà... Tắt rồi. Tắt à? Dạ, biết là bà con yêu cầu nhiều lắm, nhưng mà tắt rồi. Thành ra là... Nga đói quá rồi, Nga nó bụng quá rồi bà con, cho nên là lần đầu tắt máy luôn rồi. Dạ, thôi thì xin hẹn gặp lại bà con. Bãi lên trời. Chia sẻ chưa?